Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức đồng hương Hưng Yên tại Hà Nội trao tặng sách danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử. Triển khai các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Tỉnh Hưng Yên đạt 2 giải cuộc thi chính luận Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024. Xã Nhân La, huyện Kim Động tập trung triển khai giải phóng mặt bằng với diện tích 160 ha cho các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tỉnh Hưng Yên tập trung khắc phục xử lý các sự cố đê kè, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng của bão số 3 và đợt mưa lũ lịch sử. Chiều qua, đoàn công tác văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức người Hưng Yên và tỉnh bạn đang sinh sống làm việc tại Hà Nội có cuộc làm việc với tỉnh ủy Hưng Yên về việc trao tặng sách danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử và một số dự án sách khác. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác trao đổi về việc trao tặng 1.400 cuốn sách danh nhân Hưng Yên trong tiến trình lịch sử cho các nhà văn hóa thôn, trường học, thư viện trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu khái quát về những tác phẩm, những dự án sách viết về mảnh đất và con người Hưng Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao tình cảm tâm huyết của các nhà văn, nhà báo và trí thức người Hưng Yên và tỉnh bạn đang sinh sống tại Hà Nội đối với quê hương Hưng Yên. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức sẽ tiếp tục có những tác phẩm viết về danh nhân, danh tướng, những di tích văn hóa lịch sử, phong tục tập quán của mảnh đất Hưng Yên, đồng thời có những đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chiều qua, Tổ báo cáo Kinh tế Xã hội Quốc phòng An ninh Đối ngoại tức Tổ 2 thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ 2 chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phiên họp xem xét thông qua việc phân công nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên và kế hoạch làm việc của tổ 2, thành lập bộ phận giúp việc của tổ, thống nhất thời gian mốc tiến độ thực hiện các phần việc. Trên cơ sở đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, tổ 2 sẽ xây dựng báo cáo các nội dung về kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Để nội dung báo cáo có chất lượng tốt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành rà soát ngay việc thực hiện các tiêu chí của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, tiêu chí để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong xây dựng các mục tiêu cho nhiệm kỳ tới, cần hướng đến sự đột phá về kinh tế xã hội của tỉnh. Trong xây dựng các nhiệm vụ giải pháp, sẽ tập trung vào phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội để người dân thực sự được hưởng thành quả của phát triển kinh tế xã hội. Chiều qua, Ban tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng bốn liềm vàng tỉnh Hưng Yên năm 2024 tổ chức họp để thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban tổ chức giải chủ trì cuộc họp. Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức giải búa liềm vàng tỉnh Hưng Yên năm 2024 nhận được 114 tác phẩm tham gia thuộc loại hình báo in, báo điện tử và phát thanh truyền hình. Ban giám khảo đã tiến hành chấm vòng sơ khảo, trung khảo và đề xuất lựa chọn 22 tác phẩm để trao giải. Tại cuộc họp, ban tổ chức đã thảo luận một số nội dung như thời gian, địa điểm trao giải, công tác khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Đào Hồng Vận nhấn mạnh, giải búa liềm vàng tỉnh Hưng Yên năm 2024 có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng đảng. Các tác phẩm tham gia giải đã có sự đầu tư công phu, có tính phát hiện, từ đó lan tỏa những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và địa phương về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tối mai ngày 20 tháng 10 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ban tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư sẽ tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 phút. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã đạt 2 giải tại cuộc thi. Cuộc thi chính luận
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tổng số tác phẩm dự thi trên toàn quốc gần 469.000 tác phẩm. Các tác phẩm tham dự cuộc thi thể hiện sự đa dạng về hình thức, nội dung và phong cách, đảm bảo thông tin chính thống về quan điểm chủ trương, những nội dung đổi mới, tầm nhìn tư duy chiến lược của Đảng ta qua gần 40 năm đổi mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trực tiếp đấu tranh với những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thành tựu phát triển của đất nước. Theo ban tổ chức, đã có 176 tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có 2 tác phẩm nhận giải thưởng là nhóm tác giả Hùng Sướng, Thu Thùy, Xuân Hùng, Thu Hằng và Thanh Sơn, Thanh Hải. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hội trường 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10 năm 2024. Xã Nhân La là địa phương có diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn nhất huyện Kim Động với trên 160 ha cho 5 dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện về các lĩnh vực giao thông, công nghiệp. Diện tích lớn, khối lượng công việc nhiều đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Nhân La trong công tác giải phóng mặt bằng. Thôn Giang, xã Nhân La có hơn 60 ha đất sản xuất nông nghiệp, song đến nay hơn 50 ha đã nằm trong diện giải phóng mặt bằng các dự án. Khu vực cánh đồng này nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng của 3 dự án, gồm tuyến đường bên đường nối 2 cao tốc mở rộng, tuyến đường trục ngang nối quốc lộ 39 với DT376 và dự án cụm công nghiệp Đặng Lễ. Các dự án hiện vẫn đang giải phóng mặt bằng, song người dân đã đồng thuận về chủ trương dừng canh tác từ vụ trước để nhường đất dù chưa được nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Song song với nhiệm vụ phối hợp rà soát, quy chủ các thửa đất, công tác tuyên truyền vận động được cán bộ cấp ủy thôn đặt lên hàng đầu. Thôn Giang chúng tôi thì là những năm gần đây thì rất nhiều cái công tác là phải vận động nhân dân về giải phóng mặt bằng. Cũng không ai là ý kiến nọ ý kiến và là chống đối về cái việc giải phóng mặt bằng cả. Rất là đồng thuận cao dừng sản xuất để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Xã Nhân La hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 5 dự án đi qua địa bàn. Đến nay, dự án đường trục ngang và tuyến đường bên đã cơ bản xong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao hơn 60 ha cho chủ đầu tư. Còn vướng mắc một hộ dân thuộc dự án tuyến đường bên chưa thu hồi đất do sai lệch giữa hồ sơ địa chính và thực địa. Đối với 3 dự án cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh, đến nay đã giải phóng mặt bằng được 50% diện tích cụm Kim Động, diện tích khoảng 6 ha. Cụm Đặng Lễ đã được phê duyệt phương án và chuẩn bị chi trả tiền bồi thường cho các hộ trong tháng 10 với diện tích 8,6 ha. Đối với cụm Chính Nghĩa, xã đã hoàn thành rà soát, quy chủ, ban hành thông báo thu hồi đất đến 100% các hộ dân. Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đã tích cực vận động tuyên truyền nhân dân, đặc biệt là nhân dân rất có ý thức trong công tác để đã hợp tác cùng với cả cán bộ chuyên môn. Và chúng tôi cũng kết hợp với cả Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Dự án huyện, đặc biệt là Trung tâm Phát triển Quỹ đất, quy chủ lên phương án bồi thường cho một số hộ dân, đặc biệt là hộ chuyển đổi cây trồng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các dự án cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đòi hỏi các địa phương, trong đó có Nhân La, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm làm hết việc chứ không hết giờ, chỉ bàn làm chứ không bàn lùi để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo tiến độ tỉnh giao. Bão số 3 và ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử vừa qua gây ra nhiều sự cố, hư hỏng về hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Sau bão số 3 và lũ sông Hồng, sông Luộc, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 9 sự cố về đê kè bãi sông, trong đó có điểm sạt trượt máy đê tả sông Hồng, mạch đun mạch sủi thẩm lậu nước ở bên trong máy đê của huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, do rỉ tràn nước qua khe phai cánh cống phía sông và vị trí tiếp giáp giữa bể xả và kênh xả phía bờ hữu trạm bơm Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Trên sông Luộc, tại cống Võng Phan bị nước dò rỉ qua khe phai và tràn qua đỉnh cánh cống vào trong đồng. Đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ sông như ở thôn Chi Lăng, xã Đại Tập, thôn Kiến Châu, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Đây là đất 03 chia cho nhân dân. Thì cái vị trí là nó dài khoảng độ
900 mét, cái chiều rộng từ bờ sông vào đất là khoảng độ từ 25 đến 35 mét. Nhân dân là cũng rất lo lắng. Tôi lo lắng nhất là nó sẽ sạt lở sâu, vì đấy là cái tuyến đường DH51 của huyện là được tỉnh quan tâm đầu tư, là bê tông hóa rất là đẹp rồi, và cái khu dân cư hiện hữu phía trong bối. Cùng với đó, các sự cố việc kè như kè phi liệt, mái bị xói sạt, biến dạng sạt lở chân kè và cơ kè xếp dọ đá, mỏ hàn số 2 và mỏ hàn số 3 kè Hàm Tử bị đổ, vị trí đặt bông tiêu đá bị bong xô, kè Nghi Xuyên có hiện tượng sạt lở, sụt sạt, bong xô mỏ hàn, mái một số kè có hiện tượng lún và sạt trượt, trong đó kè Đồng Thiện huyện Tiên Lữ xuất hiện cung sạt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn ổn định của công trình kè. Cập nhật và theo dõi hướng dẫn địa phương cái xử lý giờ đầu, và đã cập nhật thường xuyên để báo cáo Sở Nông nghiệp, báo cáo cấp thẩm quyền quan tâm xem xét có giải pháp xử lý trong thời gian tới, kịp thời khắc phục ngay trong năm 2024 và năm tiếp theo. Với cái sạt lở bãi đê tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang thì chúng tôi đã có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đây là vấn đề là tuyến đê cấp 1, thì rất mong trong thời gian tới là sẽ được quan tâm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để về hỗ trợ, đặc biệt vấn đề kỹ thuật để khắc phục xử lý cái sự cố bãi đê. Để xử lý các sự cố trên, ước tính kinh phí khoảng 350 tỷ đồng. Do kinh phí còn hạn chế, tỉnh Hưng Yên mới đầu tư xử lý được một số sự cố trước bão nên chưa có nguồn vốn ngay để khắc phục hết các trọng điểm xung yếu và các sự cố do bão lũ gây ra. Qua đó, tỉnh đề nghị các bộ ngành hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên từ nguồn ngân sách trung ương để triển khai xử lý các sự cố công trình đê điều trên ngay trong năm 2024 và năm 2025. Cầu đưa thông tin về đơn vị sản phẩm truy xuất nguồn gốc một cách nhanh chóng, tiện lợi, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Hưng Yên với tên miền hi.check.net.vn đến nay đã đăng tải thông tin của trên 400 cơ sở sản xuất kinh doanh với hơn 1.000 sản phẩm. Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Hưng Yên hi.check.net.vn do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý vận hành. Các sản phẩm đăng tải trên hệ thống được cập nhật đầy đủ các thông tin về sản phẩm như quy trình sản xuất, vùng trồng, tính pháp lý, địa chỉ, định vị cơ sở sản xuất. Đồng thời xây dựng phiên bản giao diện 3 tiếng Trung, Anh và Việt nhằm giới thiệu quảng bá đến cả nước, bạn bè thế giới. Để nâng cao nhận thức, ý thức trong việc thực hiện truy xuất sản phẩm hàng hóa, ngành chức năng trong tỉnh đã hỗ trợ cung cấp trên 240.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh với các sản phẩm chủ yếu như rau quả thịt, sản phẩm chế biến từ thịt cá. Tập trung nâng hạng những sản phẩm đã được công nhận, đồng thời hỗ trợ người dân doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chủ lực, tiến tới đạt chứng nhận sản phẩm OCOP là một trong những chủ trương góp phần quan trọng trong việc xác lập vị trí nhiều mặt hàng nông sản của huyện Khoái Châu, qua đó giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân. Thương hiệu Quất Cảnh là một trong những sản phẩm OCOP 3 sao của thôn Tiết Trụ, xã Bình Bình và hợp tác xã Quất Cảnh Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Những năm qua, các hộ dân tập trung chủ yếu trồng quất trong chum, quất lọ, quất bonsai được thị trường chơi Tết ưa chuộng. Theo chia sẻ của những hộ trồng quất, để có được những chậu quất đẹp, người trồng quất phải đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết. Thời điểm này, các nhà vườn tất bật chuẩn bị những công đoạn chăm sóc để đưa ra thị trường. Hàng năm nó cứ thay đổi mẫu mã liên tục. Từ năm nay mẫu này sang năm lại có mẫu khác ra. Thị trường thì họ cũng ưa những mẫu mới. Bây giờ họ thịnh về đồ men, vỏ của kim lan và bát tràng. Hợp tác xã gà Đông Tảo là một trong những sản phẩm chủ lực của huyện Khoái Châu tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP với mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững theo chuỗi ngành hàng. Đến nay huyện có 5 sản phẩm từ gà Đông Tảo được công nhận sản phẩm OCOP. Trong đó có sản phẩm thịt gà Đông Tảo đạt hạng 4 sao, các sản phẩm giò lụa gà Đông Tảo, giò xào gà Đông Tảo, chả sụn gà Đông Tảo, giò gà Đông Tảo đạt hạng 3 sao được thị trường tin dùng. Khi mà tham gia vào sản phẩm OCOP thì được cái sự hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ về truyền thông
thì chúng tôi cũng phải luôn luôn nâng cao cái chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi anh em vừa rồi thì cũng đã nâng cấp lên cái cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn HACCP. Huyện Khoái Châu có 35 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đạt 4 sao, 29 sản phẩm đạt 3 sao, tập trung như nhãn, chuối, mật ong, đồ mộc nghệ, gà đông tảo, làng nghề quất cảnh. Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện chương trình OCOP, trọng tâm là tăng cường rà soát, khuyến khích, hướng dẫn người dân, các chủ thể kinh tế tham gia chương trình, đảm bảo sản phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cấp sản phẩm mới, thực hiện tư vấn hoàn thiện sản phẩm về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, hoàn thiện nhãn mác bao bì, hồ sơ sản phẩm để đánh giá phân hạng sản phẩm cấp huyện, tỉnh, tăng cường công tác quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Sau hơn 3 tháng triển khai đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên và Công an các huyện, thị xã, thành phố thu nhận trên 213.000 hồ sơ cấp căn cước trên tổng số hơn 1.400.000 nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn, đạt tỷ lệ trên 15%. Trong đó, một số đơn vị thu nhận hồ sơ cấp căn cước đạt tiến độ cao nhất hiện nay là huyện Tiên Lữ gần 19%, các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hảo đạt tỷ lệ gần 18%, thấp nhất là huyện Khoái Châu mới đạt gần 10%. Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh đề nghị các đơn vị tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, công chức và người dân chủ động đăng ký thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và đến các điểm thu nhận hồ sơ để làm thủ tục. Các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố lên phương án để cấp thẻ căn cước cho công dân, học sinh. Hiện tại cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đến làm thẻ căn cước tương đối là đông. Vì vậy mà tôi khuyến cáo là mọi người trước khi đến cơ quan công an để làm căn cước công dân thì lên đăng ký đặt lịch trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thông qua tài khoản VNID đến để làm cho nó thuận tiện, vì là khi mà đến thì có mã hồ sơ để chúng tôi đăng nhập và nhận hồ sơ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Trước đó, toàn tỉnh đã cấp trên 1.100.000 thẻ căn cước công dân hoàn chỉnh, trên 800.000 tài khoản định danh điện tử, trong đó trên 700.000 tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt. Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng do đặc thù hàng mỹ nghệ sản xuất với nhiều chi tiết tinh xảo, mất nhiều thời gian. Vì thế, thời điểm này, các làng nghề mộc mỹ nghệ ở thị xã Mỹ Hào đã và đang tất bật sản xuất và hoàn thiện các sản phẩm theo đơn đặt hàng và hàng phục vụ thị trường tiêu dùng Tết, ghi nhận của phóng viên. Gia đình anh Nguyễn Văn Đủ đang tất bật hoàn thiện các tác phẩm nghệ thuật để trả cho khách hàng theo đúng hợp đồng trước Tết Nguyên đán. Do nhu cầu thị trường thay đổi, hơn nữa thị trường xuất khẩu bị ngừng trệ, nên vài năm nay làng nghề đã không sản xuất đại trà, không sản xuất những mặt hàng đắt tiền, mà hầu hết chỉ sản xuất những mặt hàng chất lượng cao. Từ giờ đến Tết không thể làm hết được, thì bao giờ cũng nối. Làm hết xong năm thì đã có đơn đặt hàng tiếp để ra riêng lại hoạt động rồi. Mỗi một cục gỗ nó sẽ chế tác ra một tác phẩm khác nhau, chứ không làm theo cái nối đại trà nữa. Thời gian gần đây, thị trường đồ gỗ mỹ nghệ đã và đang từng bước khôi phục mạnh mẽ. Anh Đào Đình Tuyên ở thôn Thuần Mỹ là một trong số hàng chục hộ trong xã trực tiếp quảng bá, giới thiệu và bán hàng qua các trang mạng cho biết. Trung bình mỗi ngày bán được vài chục sản phẩm các loại, trong đó có sản phẩm có giá trị hàng trăm triệu đồng. Ký được hàng chục đơn hàng và quan trọng hơn là tìm kiếm mở rộng thêm thị trường tiêu thụ. Hiện gia đình anh đã không sản xuất mà chuyển sang làm phân phối. Với những đơn hàng nhận được, anh mua gỗ thuê làm hoặc đặt hàng các hộ sản xuất. Thị trường của năm nay so với mọi năm, nhất là năm ngoái thì nó phát triển tốt hơn. Còn hàng Tết thì thực sự là cơ sở là dừng nhận hàng từ tháng 10 rồi. Và để chuẩn bị cái lượng hàng Tết cho phục vụ đến cuối năm để giao kịp hàng. Cái lượng hàng Tết thường thường là sẽ gấp đôi, gấp ba thị trường hàng bình thường so với đầu năm và giữa năm. Tại làng nghề gỗ mỹ nghệ thôn Bảo Trinh, xã Dương Quang, các hộ sản xuất không còn nhận đơn hàng mới mà đang tập trung hoàn thiện các mặt hàng cho thị trường Tết. Dù thị trường còn khó khăn, tuy nhiên hiện làng nghề này có trên 300 hộ với gần 1.000 lao động tham gia nghề. Giao cho thợ có trách nhiệm cũng như tiến độ mà tôi nhận hàng của khách kịp giao trước Tết và phục vụ cho đi triển lãm ở các tỉnh thành, các thành phố lớn.
thị xã Mỹ Hào hiện có trên 1.000 hộ tham gia sản xuất mỹ nghệ, tạo việc làm thường xuyên cho trên 3.000 lao động, mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng một người trên tháng. Với thị trường khôi phục trở lại như hiện nay, không chỉ là tín hiệu vui mà còn là động lực quan trọng để tổ chức làng nghề nói chung, các hộ sản xuất nói riêng duy trì khôi phục các thị trường cũ, đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường mới phát triển theo hướng bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.